Chào mừng các bạn đến kênh Leo 712. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thu hoạch hạt giống nha. Thì thu hoạch hạt giống á, thì nó sẽ có thu hoạch ở các cây. Thì 30 phút cây nó sẽ phát triển lại một lần. Thì nếu các bạn cần á, thì cứ 30 phút sau đi thu hoạch. Hoặc có thể thoát game ra và chỉnh thời gian trên máy tính lên 30 phút rồi vào game lại thì nó sẽ nở tiếp ha. Cứ làm như vậy cho đến khi nào bạn thu hoạch được hạt giống bạn cần. Còn ở quái thì các bạn chỉ cần vào thổ địa rồi các bạn bấm nghỉ ngơi hay rest gì đó rồi ra đánh tiếp là được. Đối với mấy cái mà giết quái ấy, thì mấy bạn phải đánh rớt được rồi mới đi nha. Nếu mà không đánh rớt ấy, thì có thể phù về thổ địa nè, đó mình chọn nghỉ ngơi và mình đi ra mình đánh lại. Cái tỷ lệ rớt đây game cũng hơi xui lắm, nên là chúc các bạn may mắn.
老夫孤孤单单，只等你来。老夫的手，嗯。